Truyền News số 16 này, ban truyền thông sẽ cập nhật tất cả các hoạt động nổi bật của đại gia đình Central chúng ta thông qua hình thức Central TV. Và ngay bây giờ, Hoài Trang xin mời các anh chị cùng điểm qua những tin tức nổi bật trong tháng 3 này nhé. Đào tạo nhận thức nội bộ cho lực lượng an toàn viên. Central tổ chức chương trình tôn vinh Ngày Quốc tế Phụ nữ. Central đón tiếp tập đoàn Shimizu đến thăm và làm việc. Central tổ chức sinh nhật cho cán bộ nhân viên tháng 3. Giải bóng đá Central miền Bắc mở rộng năm 2019. Central tổ chức thành công chương trình đào tạo Life Management, kỹ năng giải quyết vấn đề và ra quyết định. Central cất nóc thành công dự án Urban Tower. Vừa qua, Ban An toàn tổ chức buổi đào tạo nhận thức an toàn nội bộ cho lực lượng an toàn viên với mục đích nhận thức về an toàn, môi trường, sức khỏe, xây dựng một nền tảng hiểu biết về môi trường làm việc không tai nạn. Vậy làm thế nào để xây dựng một môi trường làm việc không tai nạn? Hiện nay về công tác an toàn của các công trường ở Central như thế nào? Công tác xảy ra sự cố được xử lý ra sao? Nhân dịp kỷ niệm Ngày Quốc tế Phụ nữ 8 tháng 3 năm 2019, Central đã tổ chức các hoạt động chào mừng nhằm tôn vinh những đóng góp tích cực của các chị em đối với sự phát triển của công ty trong thời gian qua. Ban lãnh đạo công ty đã gửi những đóa hoa tươi thắm cùng với những món quà ý nghĩa đến với các chị em. Hoạt động 8 tháng 3 năm nay, công ty còn dành tặng đến các chị em một món quà vô cùng ý nghĩa và thiết thực. Đó chính là buổi training chia sẻ, xây dựng thương hiệu cá nhân, đòn bẩy thành công trong công việc và cuộc sống. Sáng ngày 13 tháng 3, Central hân hoan chào đón tập đoàn Shimizu đến thăm và làm việc. Hai bên bước đầu đã có những trao đổi về nguồn lực hiện có và tiềm năng trong tương lai. Buổi gặp mặt diễn ra trong không khí thân mật. Sau khi rời văn phòng, ban lãnh đạo Central đã đưa ban lãnh đạo Shimizu tham quan một số công trình tại khu vực thành phố Hồ Chí Minh đang xây dựng. Với phương châm, con người là tài sản lớn nhất, việc tổ chức sinh nhật định kỳ hàng tháng thể hiện sự quan tâm đặc biệt của ban lãnh đạo nhằm động viên, khích lệ và tri ân những đóng góp của các cá nhân cho sự phát triển của công ty. Thông qua hình thức tổ chức sinh nhật tập thể, anh chị em có dịp gắn kết, ngồi cạnh nhau tâm tình sau những giờ làm việc tất bật. Đồng thời, hoạt động cũng thể hiện sự chia sẻ, nâng cao tinh thần làm việc của các anh em. Chiều ngày 17 tháng 3, giải bóng đá Central miền Bắc mở rộng năm 2019 đã chính thức khai mạc tại sân golf Long Biên ngay buổi đầu ra mắt. Các đội tham gia thi đấu hết sức vui vẻ và hăng say. Giải bóng năm nay có sự tham gia của 5 đội nhà và 3 đội chủ đầu tư, chia làm 2 vòng, vòng bảng và vòng loại trực tiếp. Áp dụng luật thi đấu bóng đá 7 người của FIFA, trận đấu được đá theo tinh thần thể dục thể thao và hữu nghị đoàn kết. Nằm trong chuỗi hoạt động đào tạo năm 2019, Central sẽ đồng hành cùng với trường đào tạo doanh nhân Bay tổ chức các khóa đào tạo chuyên môn nghiệp vụ dành cho cán bộ nhân viên công ty. Ngày 21 tháng 3, ban lãnh đạo và gần 100 quản lý ba miền Bắc Trung Nam đã hội tụ về cùng tham dự khóa đào tạo Life Management tại Lotte Legend, quận Nhất, thành phố Hồ Chí Minh. Buổi đào tạo được thầy Giảng Tư Trung, Hiệu trưởng trường doanh nhân Bay, kiêm viện trưởng Viện Nghiên cứu Phát triển Giáo dục trực tiếp đứng lớp. Ngày 25 tháng 3, anh em chỉ huy trưởng, chỉ huy phó khu vực miền Bắc cùng tham gia khóa kỹ năng giải quyết vấn đề và ra quyết định. Khóa đào tạo mang tính ứng dụng cao, 70% thực hành, 30% lý thuyết dựa trên cách tiếp cận giải quyết vấn đề, thực hành và phát huy tính chủ động. Từ đó áp dụng những công cụ, phương pháp để cải tiến chất lượng và nâng cao hiệu suất công việc. Sau khóa học, anh em sẽ xây dựng kế hoạch hành động của bản thân để áp dụng vào vị trí công việc của mình. Sáng ngày 29 tháng 3, Liên doanh chủ đầu tư SSG và Vietnamland Hồng Kông cùng với nhà thầu Central đã tổ chức thành công lễ cất nóc dự án Urban Tower Sài Gòn Pearl. Buổi lễ vinh dự đón tiếp đại diện chủ đầu tư, ông Lô, Tổng Giám đốc, ông Đặng Chính Trung, thành viên Hội đồng Quản trị, ông Hoàng Hà, Phó Tổng Giám đốc, ông Trần Đức Tâm, Phó Tổng Giám đốc SSG. Tiến độ tổng của dự án đã cất nóc trước 1 tháng. Thì so với những cái yêu cầu khắt khe của về an toàn và chất lượng từ chủ đầu tư SSC và công ty Vietnamland SSC
thì đây thật sự là một cái kết quả thành công đối với toàn thể anh em ban chủ huy công trường dự án Urban Tower. Mong rằng thông qua Central News, anh chị em đã cập nhật những thông tin mới nhất của đại gia đình chúng ta. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại.